Real Madrid đang phải đối diện với một trong những cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều mùa giải gần đây của câu lạc bộ. Chưa đầy nửa mùa bóng, binh đoàn Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải hứng chịu một loạt chấn thương của các cầu thủ trụ cột, từ hàng phòng ngự, tuyến giữa cho đến hàng công. Tình trạng này khiến Real Madrid chật vật trong việc duy trì sự ổn định về lối chơi, đe dọa nghiêm trọng đến tham vọng bảo vệ danh hiệu của họ ở cả La Liga lẫn Champions League. Trong chiến thắng 4-0 trước Osasuna, sự thăng hoa của Vinicius nhanh chóng bị lu mờ bởi 3 chấn thương xảy ra liên tiếp trong hiệp 1. Eder Militao, Rodrigo và Lucas Vazquez lần lượt rời sân để lại khoảng trống lớn trong đội hình. Với Eder Militao, tình hình tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Trung vệ người Brazil đã bị đứt dây chằng chéo trước ACL và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 9 tháng. Đây là chấn thương dây chằng chéo thứ 2 trong sự nghiệp của Militao và nó đến đúng vào thời điểm mà anh đang tìm lại phong độ cao sau lần chấn thương trước. Sự vắng mặt dài hạn của Eder Militao làm suy yếu hàng thủ, gây áp lực khổng lồ lên những cầu thủ còn lại. Rodrigo cũng không may mắn khi dính chấn thương gân kheo trong cùng trận đấu. Cầu thủ trẻ người Brazil đã có những đóng góp quan trọng trong mùa này với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Việc vắng mặt từ 5 đến 6 tuần của Rodrigo Goes khiến Real mất đi một sự lựa chọn chất lượng ở hành lang cánh, làm giảm sự đa dạng trong cách tấn công, đặc biệt bên hành lang đối diện với Vinicius, Lucas Vazquez, người đã thi đấu tròn vai ở vai trò hậu vệ để thay thế Dani Carvajal, cũng phải rời sân do một chấn thương gân kheo và dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Điều này khiến cho Real không còn lựa chọn hậu vệ phải thuần túy nào trong đội hình chính thức cả. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Dani Carvajal vốn cũng đã phải nghỉ thi đấu hết mùa vì chấn thương dây chằng, còn David Alaba vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn và tính đến nay thì vẫn chưa biết đến khi nào anh mới có thể trở lại sân cỏ. Trong khi đó, thủ thành Thibaut Courtois, một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi, sau khi có gần hết cả mùa trước cũng phải ngồi ngoài vì một chấn thương dài hạn. Vị trí của Courtois thì vẫn còn lu nhìn, nhưng mà trong những trận đấu quyết định, người hâm mộ thành Madrid chắc chắn vẫn cảm thấy hào hứng hơn khi thủ thành số 1 thế giới được ra sân, đặc biệt là sau màn thể hiện của anh trước Dortmund tại C1 mùa trước. Những chấn thương dồn dập đã khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti đối mặt với bài toán vô cùng hóc búa, lựa chọn duy nhất hiện tại cho vị trí trung vệ là Antonio Rudiger. Trong khi những cầu thủ trẻ như Raul Asensio hay Jacobo Ramon dù được đánh giá có tiềm năng cao vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu đỉnh cao. Mà tệ hơn là Jacobo Ramon của đội Castilla thì cũng vừa bị chấn thương trong một buổi tập cách đây vài ngày. Theo một số nguồn tin, trung vệ trẻ này gặp chấn thương ở mắt cá chân và sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng nữa mới bình phục. Đồng nghĩa Ancelotti không thể triệu tập cầu thủ này trong 6 trận đấu tiếp theo, tức là Raul Asensio là cái tên còn lại duy nhất mà ông thầy người Ý có thể trông cậy. Hay chăng, như lời của huyền thoại Real Madrid Guti, thì việc ký tạm một hợp đồng ngắn hạn với Sergio Ramos cũng là một giải pháp có thể hướng đến. Ông cho biết, hãy nhìn khuôn mặt lo lắng của Ancelotti, Militao là một cầu thủ rất quan trọng, vừa mới bình phục chấn thương năm ngoái, đang lấy lại phong độ tốt nhất và giờ thì khiến hàng phòng ngự của Madrid rơi vào thế khó. Ông cũng vừa chứng kiến chấn thương của Carvajal, Alaba đã phải chịu một chấn thương rất dài. Bạn phải ra thị trường chuyển nhượng thôi, Sergio Ramos đang không có đội, hậu vệ phải và trung vệ, trong tình huống này tôi thấy rõ anh ấy nên là một lựa chọn. Không mất gì cả, anh ấy đến từ Sevilla năm ngoái và chơi tốt. Một người đàn ông đã ở trong đội, người đã hoạt động tích cực năm ngoái, người tiếp tục chăm sóc bản thân và người có thể cống hiến 6 tháng đó. Ở vị trí hậu vệ phải, Ancelotti thậm chí phải cân nhắc đến phương án sử dụng Fede Valverde hoặc gọi Jesus Fortea, tài năng trẻ mới 17 tuổi từ đội học viện. Và rõ ràng, Sergio Ramos trong những năm tháng đầu tiên chơi tại Real Madrid có kinh nghiệm ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng hãy nhìn vào thực tế rằng Real Madrid không phải là Barcelona và sẽ không có một kiểu hợp đồng như Dani Alves xuất hiện để chữa cháy đâu. Chính Ancelotti cũng thừa nhận sau trận đấu gần nhất, 3 chấn thương trong hiệp 1 là khá lạ, lịch thi đấu quá khắc nghiệt, các cầu thủ mệt mỏi và nguy cơ chấn thương tăng cao. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng sẽ phải thích nghi với tình hình và tìm cách tận dụng tối đa những nguồn lực sẵn có. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng khủng hoảng chấn thương hiện tại đang đe dọa nghiêm trọng đến tham vọng của Real trong mùa giải này. Bên cạnh khó khăn tại La Liga, Champions League cũng đang trở thành một thử thách lớn. Real sẽ sớm đối đầu với Liverpool, đội bóng đang có phong độ cao và dẫn đầu bảng đấu tại C1 với thành tích toàn thắng tại League Phase. Sự thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là ở hàng thủ, khiến Los Blancos gặp bất lợi rất lớn trong cuộc đụng độ này. Liverpool với sự thăng hoa của Mohamed Salah cùng một hàng thủ và tuyến giữa đang vô cùng bền bỉ, sẽ không bỏ lỡ cơ hội khai thác điểm yếu của Real Madrid để giành lợi thế.
The Cop thì thường vẫn luôn dính dớp khi đối đầu với Real trong quá khứ và đặc biệt là hai trận chung kết C1. Lần cuối họ gặp nhau là trong mùa giải 2022-2023, khi ấy thì tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-6 nghiêng về kèn kèn trắng. Nhưng với chất lượng thi đấu của Arne Slot, phong cách tiếp cận thận trọng, kiểm soát và cáo già, thì hiện nay nếu tình hình nhân sự không thay đổi, Liverpool đang được đánh giá cao hơn. Còn về dài hạn, nếu Real Madrid không thể đua tại C1, thế thì Liverpool sẽ tiếp tục là một ứng viên hàng đầu sau chuỗi 4 chiến thắng trọn vẹn hiện nay. Rồi thì ở quốc nội, Barcelona cũng sẽ tận dụng triệt để tình hình của Real để củng cố vị thế tại La Liga. Hiện tại, đội bóng xứ Catalan dẫn đầu bảng với khoảng cách an toàn đang là 6 điểm. Và Barca đang đá nhiều hơn một vòng. Huấn luyện viên Hansi Flick cùng các học trò thì vừa mới thua trước Real Sociedad sau một quyết định sai lầm khi tổ VAR không công nhận bàn thắng của Lewandowski. Nhưng nhìn chung quy vào màn trình diễn của họ từ đầu mùa cho đến nay, những trận đấu như vậy chắc chắn sẽ xảy ra rất ít thôi. Real Madrid dĩ nhiên không phải là một đội bóng dễ dàng gục ngã. Lịch sử đã chứng minh rằng Los Blancos luôn biết cách vươn lên từ những thời điểm khó khăn nhất. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, đội bóng vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Ancelotti từng thành công trong việc khai thác tiềm năng của những cầu thủ trẻ và ông có thể một lần nữa đặt niềm tin vào những tài năng từ học viện. Nhưng niềm tin cũng đang là thứ tài sản lớn nhất của Los Blancos hiện tại trước sự vùng lên của những đối địch trên mọi mặt trận. Brahim Diaz, người được tung vào sân để thay cho Rodrigo trong trận gặp Osasuna, đã có những phút thi đấu ấn tượng. Anh chia sẻ sau trận đấu về chấn thương của các đồng đội. "Tôi không muốn nói về chuyện đó vì tôi cảm thấy đau lòng khi những đồng đội của mình khóc. Điều đó khiến tôi đau lòng. Tôi trở lại sau một thời gian dài chấn thương và giờ đến lượt họ." Những lời chia sẻ này phần nào cho thấy tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của các cầu thủ Real Madrid trong việc vượt qua thử thách. Trong ngắn hạn, Real Madrid cần tận dụng tốt khoảng thời gian nghỉ 2 tuần của Nations League trước khi trở lại thi đấu. Đây là cơ hội để Ancelotti và đội ngũ y tế làm việc tích cực nhằm giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất có thể. Đồng thời, việc tìm kiếm những phương án thay thế từ đội trẻ cũng sẽ được đẩy mạnh. Những trận đấu sắp tới sẽ là thước đo bản lĩnh và khả năng thích nghi của đội bóng Hoàng gia. Nhưng so với cùng thời điểm năm ngoái, tình hình đang căng thẳng hơn rất nhiều. Vì vậy, viễn cảnh dài hạn vẫn đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Real Madrid có thể xem xét đến việc bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để gia cố đội hình. Tuy nhiên, Ancelotti cũng khẳng định hiện tại chúng tôi không thể làm gì ngoài việc tận dụng những gì đang có. Điều này cho thấy, ít nhất là trong thời điểm này, Los Blancos sẽ phải tự mình tìm cách vượt qua sóng gió mà không thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Khi mùa giải tiếp tục diễn ra, Real Madrid sẽ cần đến sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều lần chinh phục những thử thách lớn nhất. Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, hy vọng vẫn luôn là ánh sáng dẫn lối cho đội bóng Hoàng gia như biết bao nhiêu lần trước đây thôi.